ăn ngọt ngọt, thơm, vị hải sản, xì mì dai dai, ăn không không có ngán nha. Mà có điều biết sao bạn, giá hơi cao. Hello nha, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Điều Hình của mình nha. Thì quay lại chuỗi các món ăn mà gọi là khuyên thoại trong lĩnh vực cái kênh của mình đó bạn. Đó là chính là đây, sẽ bị một dạng mì gói cũng khá là luxury, đắt tiền các bạn. Mì gói từ hãng Chapon. Mì gói Chapon này giống như kiểu là mì hải sản luôn nha. Của Hàn Quốc các bạn. Nhập khẩu thì tới Hàn Quốc luôn á. Ok rồi, mình với các bạn cùng review món này nha. Mì gói Chapon Hàn Quốc nha. Ok, thì đây là cận cảnh cái mì Chapon. Nước được xuất luôn nha. Made in Korea ha, nhập khẩu trực tiếp luôn rồi nha. Mấy món mì này thì giá khá là cao rồi nha, tầm 30 mấy ngàn các bạn. Đây, nó là nhãn tiếng Việt nè bạn không? Nhãn phụ tiếng Việt các bạn không? Mì Chapon đó, nấu 3 lít nước sôi, nước nước nè, bỏ nguyên liệu và nấu 3 rồi đợi 4-5 phút sau là ăn thôi nha, đơn giản thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ khui đây nha. Này công ty nhập khẩu là công ty gì đây? Công ty Nong Sim Việt Nam. Nong Sim Việt Nam khẩu nha. Ok, bây giờ mình sẽ khui bạn nha. Rồi, rồi mình khui đây. Khui nào? Tên 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 tên. Cho mình có gì đây? Cái gói mì rất là đẹp hang. Cái mì rất đẹp luôn. Rồi cho mình có gì nữa? Đây, một bịch nó cũng xíu khô và một cái bịch súp. Đây mình sẽ cho vô luôn. Rồi cũng xíu khô mình cho vô luôn. À cái này bộ cay dữ nha. Cay dữ à. Để mình cho cả cái chở hết đi. Lát có tính tiếp. Những cái bột màu này cay rồi đó, giống kiểu bột mà ớt làm kim chi Hàn Quốc các bạn. Dữ dội nha. Ok, mình cho nó sôi vào nha. Đây mình sẽ cho cứ theo định lượng mình đang khó liệu mình cho tới sợi mì nè. Đó, ngập tí mì rồi ok, mình stop lại nha. Rồi mình đẹp lại thôi. Đó, đơn giản thôi. Vậy nha. Mình chờ 4-5 phút nha. Thế nhà ơi, đã hơn 4 phút chưa qua rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha nha. Rồi nha. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3, tên 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 tên. Wow, thấy chưa, mì nở là cả nhà ơi. Đây. Rất là ngon hen. Sợi mì này là ăn sẽ không có bị nở nhiều mà nha. Nó sẽ dai mà ăn rất là ngon. Bạn nào bị ăn mấy món mà lẩu Hàn Quốc á, mấy cái BBQ nướng hay có lẩu Quốc sẽ có mì rất là ngon. Đây, mình sẽ thử nha. Đây mình trước đầu tiên mình sẽ thử nước cái đi nha. Nước nhìn màu rất đẹp ha, màu đỏ đỏ đẹp ha. Thử miếng nha. Wow, nước thơm, có vị hải sản, vị tôm nè, hải sản tôm mực cùng với gia vị cây cay đậm đà đó bạn. Nó có mùi mặn, có mặn nè, có ngọt, có vị thơm của rong biển nè bạn, nè mấy rong biển nè. Rất là ngon ha. Ngon, giờ thử miếng mì nha. Bạn cho nước này vừa đủ nè, đậm đà ngon. Cái hơi cay nha. Mình cho hết luôn á, full option luôn á. Để coi cay thế nào á. Đây mình sẽ thử miếng nha, miếng mì nha. Xem mì dây cay thơm, cộng với nước dùng thơm vị hải sản, có rong biển kèm nữa, ngon. Gỡ ngon. Vừa ngon ngọt ngọt, thơm, vị hải sản, xì mì dai dai, ăn không có ngán nha. Mà có điều biết sao bạn, giá hơi cao. Như là mực hay tôm khô sao, thử miếng coi. Cái gì giống mực khô. Nói chung mình chấm sợi mì rất là ngon, ấn tượng với sợi mì rất là thơm, dai dai. Theo tiếng là topping ít quá. Giá mà này mà có topping nhiều ngon. Mấy thằng mấy cái mì ở Trung Quốc á, topping nhiều lắm, ăn đã. Cả nhà, đây cận cảnh cái sợi mì từ hãng Chapon. Mì rất ngon nha, thơm, dai dai, nước dùng và đậm đà vị hải sản các bạn. Nước thì khá là cay. Cực kỳ đậm đà thơm, cái vị hầm từ có bột nêm hải sản, bột nêm từ tôm mực các bạn. Rất ngon. Tôm mực nó hơi khô á, xong mà xoáy nhuyễn lên. Nước sẽ hơi đục đục phải không? Đó. Cộng với cái màu đỏ này từ cái bột ớt mình đã làm cái kim chi các bạn. Không che được gì á, che mỗi giá thôi.
Khi tấp mình thì ít. Còn lại gút nha. Ngon, đáng thử rồi. Nước hơi cay nha. Rồi hơi cay vậy không? Nhưng là phải để bột ớt riêng. Để nhiều hơi cay. Còn lại gút nha. Thử mày nha.